Cô Lê Nguyễn mến chào quý bà con nha. Hôm nay tiếp tục đến nhà vườn giao lưu phôi hoa giấy Mỹ nha bà con. Nhà vườn thì còn rất là nhiều phôi khủng khiếp ở ngoài phía xa xa nữa. Hôm nay thì mình cùng gặp anh Văn Giang để có một số phôi giấy phục giao lưu với bà con nha. Rồi chào bà con mẫu miền Tổ quốc gần xa. Cảm ơn bà con đã đón xem kênh của Lê Nguyễn như nhà vườn Văn Giang em nha cả nhà. Bắt đầu vô thông số, hôm nay có xúc phôi cả nhà. Đó em thuần bầu rồi ha, mới thuần. Chiều cao là 45 ạ. Hoành cổ là 23 cả nhà mình ơi. Mã số 1 cả nhà. Số 1. Mã số 1 này xin giao lưu cả nhà mình là 150k cả nhà. À, đế đẹp quá cổ gì luôn ha. Rồi. Rồi, mã số 1. Tới mã số 2 cả nhà mình ơi. À, dẫn 150 luôn nha cả nhà. Cao 57 à. Hoành cổ là 20 cả nhà mình ơi. Đó quay cả nhà mình coi ha. Mã số 2. Dẫn 150k luôn cả nhà mình ơi. Cây rất là đẹp quái luôn nha bà con. Dáng nâng tới dáng nghiêng ha. Mã số 3 cái nhà mình đó. Số 3 ha. Chiều cao đây là 50 cái. Cao nửa mét. Bình cổ 23. Rồi dẫn 150 mã số 3 luôn nha cả nhà. 150 gửi mã số 3 luôn. Để tới mã số 4 cái nhà mình đây. Cao nó 53. Hoành cổ là 22 cả nhà mình ơi. Mã số 4 ha. À, số 4 dẫn 150 cả nhà mình luôn nha. À, quay vòng cả nhà mình cái ha. 150. 150 mã số 4. Rồi. Tâm cao cao luôn ha. Đây thêm mã số 5. Này cao nó 70. Cao 70 cả nhà. Hoành cổ là 20. Mã số 5 ha. Số 5. Dẫn 150k luôn cả nhà mình ơi. Dẫn 150 luôn nha. Mã số 5 tông cao. Rồi. Chi cành luôn. Đầy đủ. Đây tới cành lớn hơn chút. Đây tới mã số 6. Dẫn rất là quái. Cao 52. Hoành cổ đây là 22 cả nhà mình ơi. Cây mã số 6, cây dày 180k cả nhà. 180 thì mã số 6 ha. Đây cái bự luôn đây, thêm mã số 7. Cao nó là 54. Hoành cổ là 23 cái nhà mình đây. Đó, đế sổ dài đẹp ha. Mã số 7 cái nhà. À, mã số 7 cây vậy 180k luôn nha cái nhà. 180 mã số 7 ạ. Đây, mã số 8. Cao nó là 60. Cao 60 tán ngang là 49 cái nha. Này hoành cổ nó dưới 28 à. Mã số 8 coi nha. Mã số 8 cây này xin vô lưu cả nhà mình là 200k ha. 200k. 200k mã số 8. Tán ngang nó cũng dài quá nè. Dạ, tới mã số 9 cái nhà mình đây. Là 150 nữa ha, số 9. 9 này cao nó là 54. Cổ là 20 cái nhà mình đây. 20 ha. Dẫn 150k mã số 9 cái nhà. Dạ, tới mã số 10. Cao nó là 54. Cổ là 21 ạ. Đó. Cái này cái bộ đế quá trời đẹp. Đế quá đẹp cả nhà. Cái mã số 10 này xin giao lưu cả nhà mình 180 ha. 180 mã số 10 cả nhà. Rồi mã 11. Chiều cao 53. Mình cổ nó 19 cả nhà mình ơi. À, cây mã 11 ha. Vậy là dẫn 150k cả nhà mình đây. 150. 150 cho mã số 11 ha. Giờ tới mã 12. 12 cái 150 luôn cả nhà mình đây. À, tăng khơm nữa ha. Khơm tới đây. Đây là 54. Có là 16,5 ạ. Đó. Cây gì dẫn 150 cả nhà mình luôn ha. Dẫn nghiêng nghiêng vậy ha. Dạ, mã 12 cái nha. Dạ, mã 13.
cao nó 54. Có 20 cái nhà. Rồi cái vệ sinh chú lưu cái nhà mình là 160k hả cả nhà? 160. Mã 13. Tiếp theo mã 14. Mã 14 tông dài dài luôn. Độ cao nó là 62. Mình có là 21 cái nhà mình đây. Đó, nó gồm gồm đá ha. Cây mã 14, 14 ha. Đúng rồi, 14. Mã 4 này xin vô luôn cái nhà 180k cái nhà mình đây. 180. 8 mã 14 ha. Mã 15. Mã 15 này 150 luôn cái nhà mình đây. Cao nó là 56. Bình cổ là 22 cái nha. Đế sổ bạch tuộc á. Đế sổ bóng bóng luôn ha. Chà chôm tùm lum chân. Mã số 15 cái nha. À, cái này về ghép nhiều màu ngon ha. Màu vắng 150 mã số 15 nghe cả nha. Mã số 16. Thế mã số 16 ạ. Cao nó là 59. Đục tăng ngàn. Ngàn này 36. Mình có 20 cái nhà mình đây. Mã 16 cái nhà. Này xin cho luôn cái nhà mình 150k luôn cái nhà mình đây. 150 luôn. 150 mã số 16 luôn ạ. Nhà vườn giao lưu giữ bầu. Đó, đúng rồi. Bầu ship luôn ha. Đúng rồi anh cả nhà mình luôn nha. Mã số 17 ha. Em giữ bầu vậy bao ship cả nhà mình luôn ha. Mã số 17. Cao nó là 55. Cổ đây là 20 cái nhà mình đây. À, dẫn 150 cho mã số 17 luôn nha cả nhà. Rồi, ok. Cây cũ đế đẹp không ha. Tới mã 18, đồ đế mà quấn ha. 18. Một cục luôn. Một cục lừa luôn. Cao nó là 54. Mình cổ là tới 22 cái nhà mình đây. Đó, đặc thù. Đế đặc thù ha. Mã số 18 ha. 18. Cái vậy xin giữ luôn cái nhà mà 180k cái nhà mình đây. 180k. 180k. Ok. Mã số 18 ha. Đây giá nghiện. Mã số 19 cái nhà mình đây. Tiếp theo mã số 19. 19. Đó. Cao là 52. Đó nghi vành cổ vậy ha. Giá nghiêng nghiêng ha. À vành cổ là 19 cái nhà mình đây. Cây vậy xin giữ luôn cái nhà 150k luôn cái nhà mình đây. 150 mã số 19 cái nhà. Đó, hình quá vậy ha. Tới mã 20. Cao nó là 44. Mình cổ là 23 cái nhà đó. Dán lực bonsai. Dán lùm lực bonsai nhánh nhiều không nghe cả nhà. Lô này nhánh nhiều đẹp. Chi lô cái nhà 150 cho mã số 20 luôn nghe cả nhà. Okay, mã 20 150 luôn ạ. 21. Thế mã 21 có nhầm đó. Này đế này quấn nè. Gụn. Đó. Cao nó 52. Mình cổ là 20 ạ. Đó. Quấn gụn đẹp ha. Cái dẫn xin cho luôn cái nhà 150k luôn nha cả nhà. 150. 150 mã số 21 ha. Mã số 22. Trời ơi, đồ quấn đá hả? Cao nó 50. Mình cố gửi là 19 nha cả nhà. Mã số 22 ha. Dẫn 150k luôn cả nhà mình ơi. 150 luôn. Dẫn 150 cho cái quán quán vậy luôn ha. Mã số 22 cả nhà. Mã số 23. 23. Để quái thân. Cao nó 60 cả nhà. Mình cố nó 21 ạ. À, mã số 23 ha. Cái gì dẫn cho luôn cái nhà 150k luôn cái nhà đó. 150. Rồi. Gửi mã số 23 nha. Mã 24 tầm cao cao chút đây. Cao nó là 66. Vành cổ là 21. Mã 24, mã số 24 nha. Dẫn 150 luôn cái nhà mình đây. Rồi. Dẫn 150 okay. Mã số 24 luôn ha. Dạ, tới mã 25. Mã 25. 25 nha cả nhà. Cục đế nó quái. Rồi, cục đế đặt. Cái này đế đặt sửa đế đi hồi nhỏ cả nhà.
cao 53, phần cổ là 21 nữa nha. Đó, cây mã số 25 gì vắng 150 luôn cái nhà mình đó. 150. 150 mã số 25 luôn ha. 26, mã số 26. Em 6 này cao 60, phần cổ là 18 cái nha. Cái này xin Zalo của nhà mình 150 luôn nha cả nhà. À, lô 150 cho cả nhà dễ chọn lựa ha. Mã số 27. À, dài nó là 52, phần cổ là 22 cái nhà mình đó. Mã 27 dẫn cho luôn nhà là 150k luôn nha cả nhà. 150 luôn. 150 mã 27 vậy luôn ha. Đấy một ruộng ruộng nha. Cuộn cuộn vậy luôn. Rồi. Rồi, tới 28. 28 dẫn 150 luôn nha cả nhà. Dẫn 150 luôn. Dẫn 150 luôn, một lô cho cả nhà dễ chọn lựa ha. Cao nó 46, đồng giá cho cả nhà mình luôn. Phần cổ nó 22 à. Mã số 28 cả nhà, dẫn 150 luôn nha cả nhà. Rồi. Rồi tới mã 29 ha. Em 9 là dẫn 150 cái em luôn nha. Cao nó 58, ngang nó 18, ô cổ nó 18 coi nha. Dẫn 150 cái nhà mình luôn ha. Rồi. Mã số 29 ạ. Giờ muốn dẫn như thế nào. Đây tới mã 30, nằm nằm nghiêng nghiêng vậy ha. 30, sổ quái luôn. Dán bài. Dán nằm, cao nó 64, còn cổ là 16 cái nhà mình đây. Ừ. 30. Mã số 30 cái nhà. Dán 150 cho cái nhà mình luôn ha. À, dán 150 cái nhà mã số 30 ạ. Rồi, mã số 31 tông 31. Cao cái nhà mình đây. Đây này, tông cao. 31. Cao nó 75, phần cổ nó là 20. Đó. Đế cũng ruộng xin. Đế ruộng đặt ha. Cây này xin cho luôn cái nhà mình là 170 cái nhà mình đó. 170k. 170k. Này dài cái nhà dễ chơi ha. Mã số 31 cái nhà 170 ha. Mã 32. Dài đây là 62. Quanh cổ là 21 cái nhà. Vành 21. Vành cổ ha. Rồi. Mã 32 dẫn 150k cả nhà mình luôn ha. Gửi luôn. 150 cho cả nhà mình luôn ạ. À. Con số quen thuộc. Đồng giá 150. Đồng giá cho cả nhà mình dễ lựa ha. Mã số 33. Cao là 60. Cổ vị trí này 18 nha cả nhà. Dẫn 150 cả nhà mình luôn ha. Lô này đế ruộng ruộng không ha. Ruộng ruộng đế sữa hồi nhỏ lúc mới trồng á. Mã số 33 dẫn 150 cả nhà mình luôn ạ. À. Đây cũng lại nặng, mã số 34. 34. Cao nó là 60. Và nên là 20. Đó, 23 hay yếu. Đó, mã số 34 coi nha. Chi cành trên quá. Chi cành đầy đủ ha. Rồi. Mã số 34, cái gì xin cho luôn nhà mình là 170 cái nhà mình đây. 170. 170 mã số 34 ha. Đây tới mấy cục bự bự đấy. Mã số 35. Cao đây là 58. Cổ là 28 của nhà mình đây. Quá ha. Đó. Mã số 35 nghe cả nhà. Cái vậy xin cho luôn cả nhà mình là 180k cả nhà mình đây. 188. Rồi. Mã số 35 ạ. Đây, mà bữa cục bự nhà mình trong lửa. Mã số 36. Cao nó 64. Quần cổ nó 26 cái nhà mình đây. Quần 26. Tổng bự ha. Phụ lù luôn. Phụ lù luôn. Cây 36 này sao luôn cái nhà mình 200k cái nhà mình đây. 200k. 200k rồi. Luôn. Ok. Mã số 36. Mã số 37. Dài nên 50.
cổ đây 20, mã số 37. Chẳng Zalo của nhà mình 150k luôn cả nhà mình ơi. 150. 150 mã số 37 luôn ạ. Rồi. Cây đế đẹp như bà con. Đây đế quái. Đẹp quá quá ạ. Quái quắn lắc lượng. Mã số 38 ha. 38. 62 cái nhà mình ơi. Dạ 62 của mình cổ 23. Đó. Đế đẹp quắn luôn. Đế đẹp quá nha. Cây gì xin Zalo của nhà mình là 180k mã số 38 cả nhà. 38. 38 ạ. Dạ, cái mã 39. 39. Này cao nó 65. Mình cổ nó 20 cả nhà mình nè. À, mã số 39 dẫn 150 cả nhà mình luôn ha. 150 mã số 39 cả nhà. Rồi, tới mã 40. Lục lực luôn. Để quấn cao nó là 43. Mình cổ nó 21 ạ. Cái gì xin Zalo cả nhà là 150k luôn cả nhà mình đây. 150. 150 luôn, mã số 40. Rồi, mã số 41 cả nhà mình đây. Cao nó 60. Mình cổ là 21 ạ. Cây xin Zalo của nhà mình là 150k luôn cả nhà mình đây. 150. 150 luôn, mã số 41 cả nhà. Rồi. Rồi, tới mã 42. Giờ nó là 59. Mình cổ là 24 cả nhà mình đây. Mã số 42 ha. Cây gì em xin Zalo cả nhà là 150k luôn nha cả nhà. 150 luôn. 150 luôn, mã số 42 cả nhà mình đây. Ok. Cho cả nhà tiện lựa chọn luôn nha. Mã số 43. Cao nó là 59 nữa. Mình cổ là 19 cái nhà mình đây. Mã số 43 dẫn 150 luôn cái nhà mình đây. 150. Dẫn 150 mã số 43 vậy luôn nha cả nhà. À. Rồi mã số 44. Cao nó 56 ạ. Mình cổ là 20 cái nhà mình đây. Dẫn 150k cái nhà. 150 mã số 44 nha cả nhà. 44 150 luôn ạ. Mà 45 mấy cái low foil này nhánh nhiều nha cả nhà. Cao nó 54. Mình cổ là 18 ạ. Mã số 45. Dẫn 150 cho cả nhà mình luôn ha. 150. 150 mã số 45 nha cả nhà. Mã số 46. Cây này đế 6. À, cao cũng 60 cái nhà mình nè. Mình cổ đây 20 ạ. À. Dẫn 150 mã số 46 luôn nha cả nhà. Ok. Cây chi cành đẹp. Chi cành tàn đều đẹp. Rồi mã số 47. Cao là 50. Mình cổ là 20 cái nhà mình đây. Mã số 47 xin Zalo của nhà mình 150 luôn cái nhà mình đây. 150. Gửi mã số 47 luôn ha. Ok. Số 48. Cao nó 57 ạ. À. Mình cổ là 21 ạ. À. Dẫn 150 mã số 48 luôn nha cả nhà. Vâng, 150k. Dẫn 150 luôn, cả nhà tiện lựa luôn ha. 48 dẫn 150 ạ. À. 49 mã 49. Cao là 53. Mình cổ đây là 17 cả nhà. Dẫn 150 mã số 49 luôn nha mình đó. Rồi. Ok. Để thêm mã số 50. Cao là 44.
Mình cổ là 22 cái nhà mình đây. Đó. 50. Mã 50. Rồi. Mã 50 dán 150 luôn nha cả nhà. 150k. À, dán 150 mã số 50 luôn ạ. À. Rồi, tới mã số 51, mã chót ha. Cùng. Đây, mã này đẹp luôn. 51. Cao là 57 ạ. À. Bệnh cổ là 23 cả nhà. Đó, đế dài đẹp ra ha. Mã chót mã 51 nha, trên như luôn nhà là 170k cả nhà. 170k. Rồi. Ok. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Cả nhà có hợp nhãn mã số nào cứ alo số điện thoại của nhà vườn Văn Giang em liên kim trên màn hình nha. Chào tạm biệt cả nhà. Rồi, mến chúc bà con một ngày xem clip nha. Hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo nha bà con. Bà con hãy thương tình ủng hộ để nhà vườn thanh lý nguyên một cái khu vườn hoa giấy ở phía xa này nha bà con. Còn rất là nhiều luôn, khủng khiếp. Đó. Rồi, chào bà con nha. Hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo.